Hello, xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Anh Thi Nhà Đất Khánh Hòa. Thì tiếp tục cái quá trình đi review bất động sản thực tế, thì em đưa anh chị đi xem một đất ở Diên Toàn nha, ở xã Diên Toàn thuộc Diên Khánh. Xã Diên Toàn thuộc huyện Diên Khánh đó. Thì cái lô đất này á là nó rất là gần cái đường Huỳnh Thúc Kháng trước mặt anh chị nè, Huỳnh Thúc Kháng. Cái từ cái đường Huỳnh Thúc Kháng này đi ra đường Võ Nguyên Giáp á chỉ tầm khoảng 200m thôi. Đó, từ đoạn này đi ra Võ Nguyên Giáp là 200m thôi. Thì từ đường Huỳnh Thúc Kháng nó đi vào lô đất này á chỉ tầm khoảng hơn 100m thôi quý anh chị à. Đó, cái lô này rất là phù hợp cho anh chị nào muốn xây biệt thự nhà vườn nha. Đó, lô này xây biệt thự luôn. Cái vị trí này từ đây về Nha Trang chỉ tầm khoảng 13 cây thôi. À, không tới 13 cây, tầm khoảng 12 cây thôi à. Đó, rất là gần trung tâm thành phố Nha Trang. Đó. Đó, đó là đường Huỳnh Thúc Kháng, là đường chính. Đường nối thông 23 tháng 10 với lại Võ Nguyên Giáp đó, nó đường đó. Đó thì lô đất đây, lô đất là trong đây đó. Nằm ở giữa khu dân cư luôn nha quý anh chị, nằm giữa khu dân cư luôn, nằm thuộc ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh đó. Nằm ở giữa khu dân cư luôn anh chị đó, đông đúc rất là đẹp. Lô này thì phù hợp cho anh chị nào làm vườn nè, là xây cái nhà, xây biệt thự vườn rất là đẹp luôn. Đó. Đường này thì đường hiện trạng, bê tông hiện trạng này là 4-5m, ô tô đi vào tận nơi nha anh chị, ô tô đi vào tận nơi, đường rất là rộng. Đó. Đây là lô đất đây. Đây, tính từ cái trụ bê tông này qua tới cái trụ bê tông cuối cùng ngay trụ điện kia là chiều ngang của nó là 8m. Chiều ngang của nó là 8m. Tổng diện tích của cái lô này á là 366m. Cái hậu của nó cũng là 8m luôn, có nghĩa là mặt tiền bằng cái hậu. Đó, mặt tiền bằng cái hậu ở sau luôn, là tổng diện tích của nó là 366m, là cái chiều dài của nó rơi vào khoảng 45m nha anh chị. Đó. Thì lô đất rất là vuông vức. Mà hiện tại là trên đất đã có sẵn 60m² thổ cư rồi. Đó. Anh chị muốn thì có thể chuyển đổi thêm, anh chị muốn thì có thể chuyển đổi thêm đó, thì còn không thì mình như đó mình cũng đủ xây được một cái nhà vườn nhỏ nhỏ rồi, còn lại thì cái diện tích đó mình làm vườn, mình làm sân, rồi rất là nhiều ý tưởng cho cái lô đất như thế này. Thậm chí là hiện bên em cũng đưa ra rất là nhiều ý tưởng để tư vấn khách để mà xây dựng một cái biệt thự trên cái lô đất này, 366m², ngang 8m đó. Nằm ở giữa khu dân cư đông đúc luôn nên anh chị khỏi phải lo đó. Lô đất này thì đi về Nha Trang thì tầm khoảng 10 đến 12 cây thôi, rất là gần anh chị à. Đi ô tô thì tầm khoảng 5-7 phút là lên tới nơi rồi đó. Nên là phù hợp cho anh chị là muốn làm ngôi nhà thứ hai mà rời xa khỏi thành phố đó. Lô đất này giá chỉ hơn 2 tỷ thôi anh chị à, hơn 2 tỷ là anh chị có thể sở hữu cái mảnh bất động sản này rồi, cái mảnh đất này rồi. Đó. Thì anh chị nào muốn tìm hiểu thông tin chi tiết cũng như là đi xem thực tế thì anh chị vui lòng liên hệ với số điện thoại dưới phần mô tả nha. Số điện thoại của em Trần Anh Thi. Đó, anh chị liên hệ để mà được em tư vấn chi tiết cũng như là đưa anh chị đi xem. Đó. Cái lô này thì được một cái là chủ cũng đã rào lại hết rồi. Đó. Rào là lưới B40 100%. Trụ rồi, rào lại hết rồi. Hiện tại trên đất gà quế rồi thì đang cho hàng xóm người ta để nhờ cho họ trống đất thôi, chứ đất cũng không làm gì ha. Nên là anh chị yên tâm, đất bằng phẳng đẹp. Đường ô tô cách đường Võ Nguyên Giáp đi vào chỉ tầm khoảng 300m à, rất là gần đường lớn luôn. Còn đường Võ Nguyên Giáp đi vù một phát là về trung tâm Nha Trang. Lô đất này chỉ hơn 2 tỷ thôi là anh chị có thể sở hữu mảnh này rồi. Rất là đẹp. Nên là anh chị nhanh tay liên hệ với em để mà được em đưa đi xem thực tế. Diên Toàn thì nó là gần như là sát bên thành phố Nha Trang rồi, nên anh chị khỏi phải lo về cái khoảng cách di chuyển về trung tâm thành phố. Đó. Đó, anh chị muốn đi xem thực tế thì vui lòng liên hệ với em nha. Nhớ like và subscribe kênh của em để em có động lực quay những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc anh chị thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.